Chị gần chị Lisa Vũ mới mới quen với chị Lisa Vũ xong cũng gần. Thì cái cộng đồng Việt Nam bên này á, nó nói là coi như là Việt Nam không có, không được tiếng nói, không được này được kia, thì chị xin lỗi á, chị ở bên đây mới không được nói thôi. Tại vì chị nói được, nhưng mà đối với cộng đồng người Việt thì chị phải tôn trọng, nên là chị có nhiều cái chị không muốn nói chứ Dạ không em không hiểu. dám nói. Còn ở bên Việt Nam ngày xưa chị có tự do ngôn luận trước trước khi mà chị qua đây đó, 13 năm về trước, chị thích thì chị phê phán thôi, kể cả trong trường lớp chị làm lớp trưởng ok, thầy cô nhà không ấy thì là phê phán thôi, vẫn tự do ngôn luận. Ở trong phường cũng vậy, cũng chả ai bắt bớ chị được, nhưng mà đừng chống phá này không ai bắt. Dạ đúng rồi, thì bây giờ cũng vậy chị. Nói chung là em thấy cái câu mà nói Việt Nam không có quyền tự do ngôn luận là nó không chính xác đâu. Cái đó chỉ là một cái luận điệu xuyên tạc để lợi dụng làm chính trị thôi. Nhưng mà chị khổ thiệt đó, chị không hiểu sao, tại sao á, chị là thuộc diện lúa thì chị nhận lúa, những cái nước người mà lúa hơn mà cứ đi làm chính trị là chị không hiểu sao. Bây giờ mà nói là số liệu thống kê đồ này kia, chị làm sao mà bằng, chị không có thể mà phản biện này em, chị cũng không biết đâu, Dạ. chị nói thiệt chị không biết. Chị kinh doanh là chị chỉ biết tiền 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 thôi đó, thì chị tính nhanh chị tính được, nhưng mà nói về những cái mà am hiểu thì thực tế đó, chị nói cái giới trẻ Việt Nam bên giống như em đồ này kia rất là nhiều, người ta am hiểu nhiều lắm. Rồi chị nói thẳng á, người bên này rất là lúa, người Việt Nam bên này rất là lúa. Như chị là còn thấy là lanh lanh chút xíu rồi đó, còn cứ đi làm về nha, đi làm về xong về ở nhà xong rồi hả này kia không, xong rồi bắt đầu nhìn mấy trên mạng á, là bắt đầu bói. Người Việt Nam mình thì có tính bói nhiều. Bói ra giờ khủng khiếp lắm, giờ khủng khiếp lắm, cứ cũng sách về về Việt Nam chơi, nhưng mà vẫn qua đây vẫn cứ phản bác, không thể nào mà so sánh được, khập khiển quá không so. Dạ Việt đúng rồi Nam chị, giờ quá là thực chị thấy là ngon á chứ không phải gì đâu. Mà chị cũng Việt nói Nam bây giờ là một trong những quốc gia nó đang phát triển của thế giới mà chị, thì không thật. đầu tư vào thời điểm nào nữa, đợi nó phát triển xong rồi đầu tư sao có lợi. Chị cũng nói thẳng á, nếu như mà không có phải con cái, chị không muốn mận con cái thì năm nay là chị và chị đầu tư bên Việt Nam, chị nói thẳng. Còn không có thì bây giờ con chị bây giờ năm nay 13 tuổi đúng không, thì khoảng chừng hai mươi mấy tuổi là tụi nó tự chăm sóc tụi nó, là chị cũng về bên Việt Nam hoặc là chị sắp đi vòng quanh thế giới thôi. Thì Việt Nam Dạ mình được cái lợi nước thế là nghèo, Úc 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 nó gần Việt Nam chị, đi đi về về nó đỡ mệt. chị về 4 ngày em tin không, chị về 4 Dạ. ngày chị nhậu 3 đêm xong chị bay qua, không có việc gì Dạ. làm cả. Nhưng nói chung là giống như kiểu ở người bên đây nói là con thần kinh á, về nhậu thôi à chứ không có gì. Tại vì thấy căng thẳng đầu óc buồn đồ này kia đó, là chị sắp vé máy bay chị về để chị bay qua thôi, có mà. Dạ được. Chị còn anh Lôi Minh á, mấy này chị Lisa Vũ á, thì thực sự sự á, thí dụ mà nói giống giống như chị trên đây là nhiều người vô theo dõi thì đó là cái con cộng sản, con này con kia, thì giống như kiểu bên Mỹ chị không biết làm sao, nhưng mà chị Lisa Vũ bên đây thì không có gì, không việc gì đến bản thân cả. Tại vì bên Melbourne này nó cũng không có như bên Sydney, hoặc là có chăng nữa đó thì cũng chả sao, thí dụ mà động vô tụi chị là xong rồi đó. Cái này là mình phản biện là đúng hay là cái nào sai, Dạ. hay là cái này kia đừng bưng bít nè hả, bây giờ sướng quá đồ này kia. Chị nói bên đây thành phần lúa hơi bị nhiều đó, chị là lanh nhất trong đám lúa là em hiểu rồi Đúng gì. Trời ơi, mà còn chị còn chưa dám phản biện em về cái chuyện chính trị hay là hả lịch sử để em buộc chị cho chị chết à, nên là chị không dám làm việc mà cái đó chả làm gì cả, hả. chính trị lịch sử chả làm gì cả chị ơi, quan trọng bây giờ cuộc sống, quan trọng là bây giờ kinh tế để cho tên nó phát triển thôi, chứ giờ nói mấy chuyện chính trị khô khan để làm gì, Tiền nói thôi chuyện lịch em sử ơi, thay đổi được cái gì. nhưng mà nhồi nhét quá, thấy mấy đứa trẻ sau này nó cũng sao sao á, giống như trẻ trâu á, nó cứ đi qua xong rồi này kia nó cũng sao á, đây là nhờ cũng nhờ em á. Nói chung là giờ nó còn trẻ, nó chưa lo, nó bàn cho nó vui vậy thôi. Mai Đà mốt nó tốt Nẵng nghiệp ra trường, nó xách cho bằng xin việc của nó đi xin việc không được đó, lúc đó nó mới ngộ ra. Nó lúc đó là nó đói ăn nó mới ngộ ra. Chứ còn bây giờ nó còn đi học mà chị, nó cứ trẩu trẩu vậy em gặp hoài gì. Mấy đứa bên Úc á, nó tập gym, nó coi chương trình của em cũng nhiều lắm. Mấy đứa nhỏ bên Úc nó cũng chơi với em nhiều.
mà đứa nào chơi với em đỡ nha, mấy đứa kia sầm sàm bị quánh, mấy vụ bị gạt tôi lứa hết. Đợt vừa rồi á là cái U23 đó ha. Dạ. Lên mạng mà trên mạng Sydney đồ này kia nó lóc chị luôn mà. Chị nói là bây giờ là chị cầm cờ, chị thông báo với nhà cầm cờ luôn á. Rồi chị cầm cờ, chị cổ vũ ở đội U23 đó. Ủa, bây giờ cổ vũ U23, giờ chị chạy nhớ tao mang cờ vàng cho cổ vũ. Mà tụi nó đang mang cờ đỏ. Ủa, vô duyên vậy? Trời ơi, nhưng mà tại vì chị không có muốn nói vô Cộng hòa Cộng sản nữa. Là tại vì bên gia đình chồng chị cũng là Cộng hòa. Nên là chị không muốn để cho người ta buồn. Mà cũng Cộng hòa Cộng sản thì cũng là con người Việt Nam thôi, chị cũng chả có thích cái sự không đoàn kết bên này. Và hả, chị cũng nhắn nhủ một vài đứa giới trẻ đó, bây giờ xin việc chị ok, mà hả lên xe bắt đầu nói xấu Việt Nam là ngày mai chị nói là không không có việc em ơi, hết việc rồi đó. Cứ từ chối khéo vậy thôi chứ chị cũng không nói nhiều. Nói chung làm việc thì tập trung cái khả năng công việc là chính, chứ mà ngồi đó mà cứ chính trị sao làm. Em cũng thích nữa, nhân viên em là chính trị của đó em cũng thích. Nhưng dạo này hình như là bên Melbourne này hơi bị nhiều cái mà coi như là làm live stream đồ này kia, xong rồi khóc ròng giống như Thùy Dương hay là Benny Trương gì đó nhiều lắm. Là chị cũng cảm thấy chị chán, chị mệt luôn đó. Chị cũng biết Thùy Dương đó hả? Chị cũng biết Benny Trương à? Thùy Dương ghê em mà sao chị cũng biết? Chị cũng tìm hiểu nhiều quá ta. mới một tháng thôi là tìm hiểu thì cứ đúng một tuần rồi xong chứ gì đâu. Chị nói Thùy Dương ghệ của em mà sao em cô gái vậy? Hình như là mới qua được 2 năm hả Thùy Dương? Hình như là vậy á. Thùy Dương hình như mới qua 2 năm á. Em cũng rầm đấy chị ơi. Khóc quá đi, chị thấy nó khóc quá, chị tội quá. Suốt ngày livestream ở ngoài đường mà khóc thôi. Út rất là đẹp em. Út đẹp lắm. Dạ. Có thời gian qua Út chơi? Dạ có, chắc chắn em sẽ đi chứ. Em công việc của em ổn làm đi vòng quanh thế giới luôn chứ. Qua cứ alo cho chị cái là chị ra rút tận tận cửa máy bay luôn. Dạ có chị là mừng rồi. Thì giờ tạo mối quan hệ với mấy chị đó, đi tới nơi nào có người đó chơi. Tại vì qua bên chỗ chị thì chống cộng cực đoan hơi nhiều, nhưng nhiều người tại vì biết sao không? Con để cho mẹ nói chuyện chút xíu rồi lấy cái bịch, ok thank you boy. Con trai chị đó 8 tuổi. Yeah. Hello chú hay con. Thì cái con nhỏ con gái lớn á. Thôi đừng ấy. Đi ra ngoài chơi cho mẹ nói chuyện chút xíu thôi, ba mua KFC về kìa. Thì con nhỏ con gái lớn của chị thì nó rất là rành tiếng Việt. Nó ăn thì nó giống như chị á, tất cả loại bún đồ này kia. Nói chung là món Việt Nam á, rồi chị tự nấu cho tụi nó ăn. Còn cái thằng boy thì nó không biết nói tiếng Việt. Tại vì chị cứ nói tiếng Việt nó suốt. Rồi đến năm 4 tuổi đó chưa chị nói gì, nói thôi chứ bây giờ mày nói tiếng nào kệ, mày đi tới tao cũng mệt rồi. À. Chứ không phải là mình không muốn cho con mình nói tiếng Việt. Chị công việc tùm lum hết chị ơi, em hiểu mà. Ví dụ như bây giờ chị muốn nó nói tiếng Việt thì chị phải ngồi chị dạy nó. Mà chị dạy nó thì ai làm cho chị? Đúng không? Cái việc nó không nói tiếng Việt thì trước để nó tự nhiên thôi. Đó. Chứ bây giờ mình làm ăn mà, chứ đâu phải như hồi xưa đâu. Hồi xưa ví dụ như chị làm nội trợ, chồng chị làm ăn thì nó khác. Chị làm nội trợ chỉ có thời gian chị mới dạy nó được. Còn bây giờ chị cũng thôi làm ăn, nó đi học, gặp mặt nhau ngày đó ít rồi, không có thời gian dạy đâu. Nhưng mà cứ để nó tự nhiên đi. Phải nói thiệt á. Không, mẹ không có chăm bệnh, ok con. Chị phải nói thiệt á, làm chủ bên Việt Nam nó xuống thiệt. Mà làm chủ bên này rất là cực, cực kinh khủng luôn. Nó cực. Tại vì ví dụ như chị làm chủ bên đó chị không cực đó, thì chị phải có người coi cho chị, đúng không? Phải có người coi quản lý giúp chị thì mới không cực được. Còn chị vừa làm chủ, chị vừa quản lý thì mệt lắm. Có cũng vậy em ơi, ngày xưa cứ nhận order ở farm á là hả coi như là ngày nào tụi nó câu giờ, Việt Nam thì hay câu giờ hả? Rồi này kia không tại đúng vì, là bay tại xuống vì làm cái luôn. Người quản lý cho chị á là chị trả lương cho người ta, không phải là người thân trong gia đình chị, cũng không phải là người mà có độ tin tưởng cao để làm ấy. Nó trả lương thì nó đương nhiên nó tham nhũng giờ là chuyện nó bình thường rồi. Nhưng mấy đứa nhân viên của em nó tham nhũng không gì, ngày làm 8 tiếng mà hỏi lướt điện thoại 5 tiếng thì làm gì nó. Bên đây làm gì có tiền. Mà đuổi ra thì không ai làm cho mình. Rồi xong rồi hết việc thì nó về thôi. Em hiểu không? Hết việc nó về thôi. Thí dụ như là chị để coi shop chị chẳng hạn, hết việc người ta về thôi, người ta cũng không có. Giống như kiểu chị bên đây chị làm á là alo 24/24 rồi message 24/24 luôn. Đó. Dạ đúng rồi.
rồi vừa hả đóng thùng này, vừa đi hàng này, vừa làm ở farm này, vừa về này kia, tất cả một mình chị. Còn người làm người ta chỉ trông sót là trông sót thôi, người ta không có làm thêm mọi cái khoản khác cho mình. Dạ đúng rồi. Bởi vậy ai thế ai làm chủ đâu, được mày khổ lắm. Ở mệt đâu lắm. Cũng có cái sướng cái khổ, thì ở bên đây nó có cái sướng là nó có điều kiện kinh tế, y tế, yeah, giáo dục. Yeah. Sao Việt Nam thí dụ yeah, con chị học năm 13 tuổi, 13 tuổi đây, nhưng mà chưa bao giờ nó phải họ làm bài tập nào ở nhà hết trơn. Thì cái này thì yeah, từ từ cái đất nước Việt Nam á, người dân người ta tự sẽ lên tiếng, thay vì người ta chống đối yeah, bên đây người ta sẽ tự lên tiếng để điều chỉnh lại cái những cái như vậy. Nhưng mà hả, còn mình ở bên nước ngoài mình được như vậy, nhưng mà mình đừng có chỏ vô nè, mình kêu gọi gọi rồi hả, trong cái đó hả, bao nhiêu người đáng lẽ là phê phán cái tham nhũng. Như ngày xưa chị ở Việt Nam chị cũng nói thẳng tuần tuột, nó đâu ai bắt chị đâu, chị thích chị nói dạ, nhưng mà đừng sao có chống hoặc là đừng có mà tiêu cực thì người ta đâu bắt mình. Dạ đúng rồi, cũng có nhiều cái nhiều cái cũng mệt mỏi, tại vì người Việt nó hay hơn thua, rồi nó hay tính thì nó làm sao á, cũng không thì đâu có gì đâu chị, khi nào mà chị thấy stress, chị thấy mệt mỏi, chị thấy bực bội thì chị lên đây nói lên sạn sự sắp thôi đó, thì lên giống như kiểu là lên nói về cuộc sống của ai nơi, của người Việt sống ai nơi. Còn bây giờ dạ, chị hỏi là bên Việt Nam là có cái vụ mà không được tự do ngôn luận không em? Tại vì chị thấy không, thôi, thì bạn bè chị cũng không được lên tiếng lắm á. Không không chị, chắc chắn chị cũng có luôn. Bây ở bên Việt Nam á, chị muốn nói cái gì là chị nói. Nhưng mà chị đừng có nói tầm bậy, mà chị đừng có nói chuyện có mục đích là ok. Ví dụ như tại sao được gọi là tầm bậy? Ví dụ như chị nói mà chị xuyên tạc chế độ, tức là cái việc làm của chị đang có mục đích về chính trị, và chị xuyên tạc nhiều lần, nhiều tháng, nhiều năm, thì cái đó là thuộc dạng chị là tội phạm rồi, chứ không phải là người bình thường. Còn ví dụ như chị nói mà chị bất mãn thì chị nói một câu hai câu, hoặc là chị nói mà chị không có cái mục đích nào đó nó nguy hiểm thì đâu có việc gì đâu. Em cũng nói bình thường, nó hoài gì. Nên chuyện tự do ngôn luận ở Việt Nam này bao có rồi, nên các bạn nào mà nói không có rồi, bạn nào có mục đích. Mấy trẻ trâu hả, là nó hay vô chỗ em mà chị đọc chị comment rồi chị cười đau ruột luôn đó. Bây giờ chị cứ lo làm ăn đi, lo kiếm sống. Hả? Đã gọi là trẻ trâu thì nó không có công thức đạo lý nào cuộc sống hết. Rồi cái thạc sĩ Mỹ hôm trước á, trời ơi, người ta đã không, người ta đọc vô một vài dòng người ta thấy sai thì người ta không đọc, mà đọc làm gì nữa trời. Trời. Thì khổ khổ nội thế chứ. Khổ. Khổ nội thế, ông nội đó kêu em qua bên Mỹ học lịch sử Việt Nam, đau. Hiểu nổi. Em thôi kêu Nhật Bản nó qua Việt Nam nó học lịch sử Nhật. Những người như Thùy Dương chúng ta không thèm chấp. Ừ đúng rồi, nó là thuộc chuyện đua đòi em. Tại đua đòi mà dạng như nó là sao chị không biết, tại vì nó không xếp ở tầng lớp lúa như mình, nó là cao siêu lắm rồi, nó là giống như siêu nhân rồi. Nên là mình lúa nên là mình chỉ có biết kiếm tiền thôi em ơi. Dạ nó quan trọng với chị, cao siêu mình còn người này kia đấy. Còn gia đình còn con thì cái... thì nhưng mà chị đã không, chị không công 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 ấy mà suốt ngày mà khóc mà Melbourne chi phí cao em, rất là cao. Rồi chị đến lúa, chị đến lúa ở đây giao lưu với mấy bạn chừng một phút đi nha, em lên rất rung cái em xuống liền nha chị. Ok ok em, để chị đó, giao lưu với mấy bạn. Cao nhất thế giới em, Melbourne cao nhất thế giới. Đúng rồi em, người Việt Nam cũng cái tầng sống của người Việt Nam thì là sống đấy. Chị cũng không ngoại lệ nha, chị cũng không ngoại lệ nha. Hello em mì tôm. Chị cũng có cái như cái xấu của người Việt Nam có, chứ không phải là chị cũng có nha. Tại chị cũng là người Việt Nam nên là những cái điều xấu là chị có. Tự nhiên ở Việt Nam thì phù hợp với truyền thống văn hóa và con. Ok em thích nói gì em nói hả? Chị ngày xưa 2005 á, chị cũng nói, chị cũng phản đối ba cái này cái kia. Chị cũng lên phường chị nói hoài mà nó có ai bắt chị đâu. Người Việt bên đó giàu lắm hả chị? Giàu em ơi, tại vì bên Úc này nó, bên Sydney chị không biết, nhưng bên Melbourne nó có chịu cày nè, có tiền.
tại ở bên đây á công việc nhiều lắm. Hay về Việt Nam có lần nào ghé? Có em Vương Tú Bình. Ủa, à, anh Vương Tú Bình, quên, sorry anh. Em ghé thành phố Đà Nẵng hoài, bạn em có cái vũ trường đồ này kia ở đó. À, em mặc áo cờ đỏ sao vàng đi vào khu người Việt Nam. Không không, mình phải tôn trọng người ta. Nên là em không có mặc cờ đỏ sao vàng đi vào vào khu người Việt gì đó. Tại vì mình thích nói thì chung mình chơi là ở nhà thôi. Mình thích thì mình chơi ở nhà. Cho em hỏi mở rộng cái câu hỏi của bạn đó là cái hành vi đó đó thì chắc chắn là nó không vi phạm về pháp luật. Nhưng đúng mà rồi. Nó chỉ chọc cho người khác, người ta sôi máu là thôi đúng không chị? Đúng rồi em. À, như năm ngoái thì có một cái thằng bé ở trên Phú Rầy là chị cũng vô chị phản đối kịch liệt lắm. Tại vì nó khoảng chừng 8 tuổi em. Nó lên mà cũng không phải là cờ đỏ sao vàng lắm đâu. Nó mặc một cái áo màu đỏ. Áo dài màu đỏ em, áo dài như bên Việt Nam á mà bông qua màu đỏ nhưng mà có chín chút xíu vàng thôi. Mà không hiểu tại sao bên Úc này có nhân quyền như vậy mà người lớn thì kia bu lên giật nó xuống. Thì chị cũng phản đối lắm luôn á. Tại bên đây mà em biết mà động với trẻ con là chết luôn rồi đó. Chứ mà giỡn, mà ba mẹ người ta hiền. Chứ gặp chị nào thôi, chị xong nát luôn á. Chị quay cho nát cộng đồng luôn á. Chứ mà giỡn. Tại vì chị là cũng thường xuyên đi ra ngoài đường, chị thuộc tiếp người mà đi ra ngoài đường chơi hơi bị nhiều đó. Nên là chị cũng thí dụ như quán bar, vũ trường bên đây chị cũng đi chơi xả láng đồ này kia, nên là chị đi chơi nhiều, chị tiếp xúc nhiều thành phần nên nó đỡ bị lúa hơn, nhưng mà chị cũng là dạng lúa. Còn nó hả, một số người bên đây như là người ta ở nhà, giống như là nhất là những người ở nhà thì nó lên mạng nó coi đồ mấy đại đồ này kia là làm chính trị hơi bị nhiều, chị nói thiệt. Nhưng mà em thấy mấy cái đài bên Úc yếu lắm chị. Bên Úc thì cũng có một cái số đài mà chống cộng, một số đài phản động, nhưng thấy báo nhiều em à. báo đài mấy này dạ. Báo đài mấy này, mấy cái mạng giống như kiểu bên đi trường á, bên đi trường gì đó, nó chỉ là cá nhân thôi. Thì đó, thì nó lan truyền rộng rãi bên đây lắm. Giống như là nói chuyện mà hả, nếu như mà chị không đi ra đường mà chị không về Việt Nam mà chị cũng khủng hoảng tinh thần luôn á. Chị tưởng là giống cái... chị tưởng là Việt Nam là ngu si được hết cả đám, mà đói khát hết cả đám, chị nói thiệt. Nhưng mà rất thì nói chung là một năm mình một năm nhiều. Về 3 lần nên là nó thấy sự phát triển mỗi năm mỗi khác, thì chị cũng nó thiệt chứ chị, nhiều khi mà về Việt Nam mà mình sẽ sợ mình không có tiền xài luôn á, chứ đừng nói mà Việt Nam này là yếu kém mà nghèo. Vô Facebook của em hút thuốc được không chị? Dạ không, em không hút chị. Tại không, em vô Facebook của em á, chị hút thuốc được không? Không chứ, tùy chị chứ. Tại nghe giờ xã hội nó rất hiện đại rồi. Trên đi chân rồi đối với hút là không bia, cho phân khúc thuốc. Không cho phân khúc thuốc. Thì ở bên đây á, chị nói là phụ nữ hút thuốc nhiều hơn đàn ông. Dạ. Tại vì đơn giản là đàn ông người ta phải lo tiền nhà, tiền cửa, tiền điện, nước bill nhiều lắm, còn phụ nữ lo ít lại chút xíu, nên là có mà thuốc bên đây rất là mắc. Mắc lắm chị. Mắc em. Dạ. Thì ở bên Úc thì chi phí sinh hoạt cao rồi, em thấy là mấy du học sinh nó về nó kể em nghe đó là chi phí sinh hoạt của nó cũng cao lắm. Mắc, chi phí rất là cao nhưng mà nói chung là nó phù hợp với mức lương. Thí dụ ở bên ở Melbourne này nó rất là nhiều việc, nó không có xô bồ như Sydney. Đó nên là nó là một thành phố đáng sống nhất thế giới, được bầu chọn 5 năm liên tiếp. Thì em nhìn ở đâu cũng ra công việc hết và rất là thoải mái, cuộc sống rất là dễ thương. Nói chung Melbourne nó dễ thương. Có gì thì qua đây chị chơi. Nghe nói nhiều người bên đây cũng ghét em lắm, nhưng mà cứ về với đội của chị nên là xem là có ai ghét thì ghét. Nói chung á thì ghét em á chỉ có làm chính trị mới ghét em thôi, chứ bình thường làm có lý do gì để ghét em. Không. Mà đó làm chính trị thì thôi. Không đồng quan điểm là ghét thôi, chứ không phải riêng gì mình em. Cho chị trả lời vậy, một tháng gia đình. Là lúc nào cũng tự do nhân quyền, nhưng mà chính những người làm chính trị đã có tư tưởng rất ích kỷ. Mà chị không hiểu tại sao mà những người mà ngu đi làm chính trị là chị không hiểu. Có cái này là chị không hiểu nên mà bởi vì chị mới nói là lúa.
Làm vậy đó. Làm ngu làm chính trị để thoát ngu thoát nghèo chị. À, ở Úc thì chắc là không, người ta làm chính trị theo cái gì đó thì cũng có những cái này kia, chị cũng không có đề cập vô cái vấn đề mà coi như là lấy tiền của cộng đồng rồi này kia thì cũng có chứ không phải không. Nhưng mà cũng có nhiều người làm chính trị coi như là cái gì đó tự phát, hay là ngày xưa cộng hòa gì đó, còn chị thì không có cộng hòa gì, không cộng sản, không cộng hòa, chỉ cộng tiền thôi. Dạ đúng rồi, cộng tiền mới là yêu nước Việt Nam theo cái điều đó quan trọng. Nói chung là yêu làm người dân của mình, đúng rồi, làm như tiền gửi về gia đình hoặc là mình về Việt Nam mình tiêu xài đó, là cái ví dụ như giờ bây giờ á, mấy người làm chính trị bên Úc á, người ta nói là ta yêu nước Việt Nam và yêu dân Việt Nam, thì chỉ hỏi một câu thôi, bạn yêu nước thông qua hành động gì, bạn yêu dân thông qua hành động gì? Không có hành động nào cả, chỉ hành động mà tuyên truyền nói láo thôi, thì yêu cái gì giờ? Giống như chị thì em còn nhìn được cái chỗ để yêu nước. Hồi nãy chị nói là chị cầm tiền về du lịch Việt Nam, ok, đó là một điểm yêu nước đó. Có cái hành động một cái cụ thể, nó gắn liền với cái quyền lợi của chị, thì lúc đó chị nói yêu nước nó mới chính xác. Còn bây giờ mấy bố kia nói yêu nước, mấy bố tự nghe đi chứ em nghe em lọt rồi. Mà nếu mà đa đảng thì tự Việt, người Việt Nam người ta thấy không hợp là người ta tự đa đảng thôi. Còn mình mới đứng yên phải lo cho gia đình mình đi. Lo chứ cho còn bây giờ mấy người nước ngoài có mòn ra đa đảng thì cái em chắc chắn với chị một điều á, họ đa đảng là họ muốn nắm chính quyền vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà đa đảng người nước ngoài nói gì mục đích gì. Chỉ có người Việt Nam ta cảm thấy ở trong nước như thế nào ta tự sắp xếp lại. Giống như chị nói là cái tư tưởng đó em thấy hợp lý đó. Không đa đảng được em, bây giờ mà đa đảng và với cái tính cách lúc đấy là chị phân tích cái tính cách của người Việt Nam, trong đó có chị luôn. Tính cách của người Việt Nam là trong đó có chị luôn, cũng vẫn tính như thường thôi. Đó là cái bản chất của người Việt Nam, nó không thể nào mà bây giờ mà mình gạt đi cái giống như mình biến mình thành da trắng được, thì nó có sự ích kỷ, nó có sự này kia, không thể nào đa đảng trong lúc này. Thì bây giờ muốn đa đảng thì người Việt Nam người ta tự lo, còn đối với bên này á, thì làm ơn là phước, lo cho cái cộng đồng người Việt làm sao mà đoàn kết đi, chứ đừng để cho hả tụi Trung Quốc rồi tụi Campuchia bên này nó khinh dễ, nó nói cái gì Việt cộng Nam đồng nhỏ mà lo chưa xong mà tới ngày mà ra lo chuyện cho quốc gia đại sự không rồi ha. Việt Nam ở bên này không đoàn kết, toàn là châm biếm nhau. Giống như chị Ca Bủ đó nói, cô Ca Bủ nói là cái người lãnh đạo cộng đồng ở bên Úc đó còn chưa lo được cho cái người Việt bên Úc nữa, thì mà mở mồm ra lo những chuyện chính trị quân sự để mà ngồi đó quyên góp tiền, nói riết là nóng không nữa chứ. Cô nấu gì ăn đi ha con, nói riết thì thấy tại vì thế hệ của chị em mình là thấy cái gì đúng cái gì sai thì lên phản biện thôi, chứ còn không có cực đoan về bất kể cái gì. Tại sao còn là mình là người Việt Nam mình phải giống như kiểu nước nghèo thì mình phải mình giấu đi chứ moi lên chi, bởi vì bên này dễ lắm chị. Em bên này dễ nha, dữ lắm. Bên Trung Quốc rồi bên Campuchia hay là bên Thái Lan nó đều chĩa mõm vào, nó kêu hả cộng đồng Việt Nam của tụi mày không đoàn kết, nên là chị cũng thấy bất mãn. Mấy ông ăn không ngồi rồi no chị sinh hà dữ vậy, sao mấy ông đoàn kết được người Việt Nam bên này đi, ngày nào cũng đấu đá với nhau ở bên này Hà Rầm nè, no đi chả làm được cái tích sự gì ấy mà cứ mệt. Bả đẹp kìa. Ok em thôi chị lại vô chị ăn cơm tiếp. Rồi hôm nay mới được nghỉ á. Cày dữ lắm em. Thì cái nào chị rảnh đó chị thì chị lên. Thì này, chị lại xin em lên. Chị lại xin em lên, giống như mình không nói về chủ đề chính gì đâu. Cũng chị không có đủ kiến thức để chị nói con về lịch sử. Lịch sử là chị miệng thôi. Thì cái thế hệ của chị sinh ra sau này chị cũng không biết gì đâu nên là chị không nói được. Thì chị có nói về cuộc sống ở hai nơi thôi. Cuộc sống của người Việt ở hai nơi. Còn em sinh ra để hướng về điều tốt đẹp chứ anh, em đâu phải sinh ra để hướng về chính trị đâu chị. Nên nói không ý là chị nói chuyện em vậy, còn em là phải hiểu chính trị là em rất là hiểu. Chị thấy đi, ví dụ như trong con mắt chị, trong góc cạnh của chị đứng ở một phía mà coi như là chính giữa nha, thì phải nói là không có thôi. Bây giờ làm ơn làm phước tất cả mấy cha đừng vô nói chuyện chính trị với em đi, để nó lật lại cho rồi quê ha. Dạ
Chị thì sảng khoái lắm, chị rất là nói thẳng và không ai có thể là bịt miệng được của chị cả. Chị thích thì chị nói thôi. Còn ai mà không happy mà lỡ lên mà thấy lên lúa nhảm nhảm thì ok, xin mời alo lên lúa 0481707777. Thì có một cái người bạn của chị ở trong đây, có lên này. Thì chị alo cho chị phân tích thêm. Chị, giống như chị nói người ta bây giờ đoàn kết đi, đoàn kết bên xứ này đi là đủ rồi, đủ mệt lắm rồi. Đúng rồi, chị đoàn kết để vì người Việt Nam như Duy đồ này kia lo. Dạ. Đúng không thì, em? Thì cộng đồng hải ngoại á, thì cứ đoàn kết ở nơi mình sống để tạo ra một cái sức mạnh chung. Rồi từ đó đó, cộng đồng ở trong nước á, đoàn kết thì những cái việc mà trong nước kết hợp với nước ngoài đó, thì lúc đó mình mới mưu cầu được cái chuyện lớn. Chứ bây giờ cứ ai cũng muốn lãnh đạo, ai cũng muốn làm chủ hết trơn, trong khi mà chả ra cái gì hết trơn, thấy tương lai nó khó. Muốn Việt Nam mình mạnh lắm còn khó. Đa đảng mà giống như là kiểu cái tính của chị á, thì loạn em ơi, chị nói thẳng luôn đấy. Tại vì chị cũng là bản chất của người Việt Nam, đúng không? Đa đảng mà. Thí dụ như chị với Duy đi. Dạ. Chị ở đảng Dân Chủ, Duy ở đảng Cộng sản đi. Dạ. Tao không dành với mày, tao con mày á. Nếu mà về nói nhau người dân nó khổ không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Phải dành. Dạ đúng.